Chào các bạn. Chiếc TV Samsung có cái model là UA40G 5200 này, với cái lỗi là chết bo A, cụ thể là ghim điện đủ hết các điện, như đủ hết các nguồn nhưng mà bo A không chạy. Và con chip của nó thì như mấy anh bạn thợ của mình chuyên đóng chip thay chip ấy, thì mua trên thị trường là lắp đóng thay cho chip ấy, là nó không chạy. Thế là cái TV này có cái điều đặc biệt ấy, đã qua mấy mùa Covid rồi, mấy năm rồi, chắc phải 2 năm và hơn 2 năm rồi ở nhà mình vì nó không có bo thay các bạn ạ. Thế là tình cờ các bạn đấy nhá, cái bo này là nó sẽ như này nhá. Cái model này nó sẽ là như này nhá. Không biết nhìn đấy. 40G 5200 nhá. Tình cờ hôm nọ mình sửa và mình có mua lại cái model này. Cũng như thế nhưng mà nó là 5250, khác một chút nhá. Chắc là model khác nhưng mình thấy nó hoàn toàn giống về cái thông số này, về cái vị trí này mình thấy giống nên mình đang. Con này hôm trước nó bị chập led đấy. Chập led sau đó là mình xử lý xong thì sau đó là màn hình nó bị hỏng đấy, nên mình đã mua lại được của khách. Nên hôm nay mình tính là mình sẽ lấy cái bo này để mình lắp sang cho nó để trả khách các bạn ạ. Nhà mình rất nhiều tivi hỏng luôn. Tivi có cái tivi thì khách bỏ. Hỏng bảo hỏng gọi đến đấy không có lấy. Có cái tivi thì sửa được bình thường rồi mà khách cũng trả đến đấy, buồn cười quá thì thôi ấy. Rồi có cái tivi này chết mua lại của khách nhiều lắm. Mà mình còn ít rồi làm tivi rồi đấy. Mình những cái bệnh khó là mình từ chối hoặc mình giới thiệu cho bạn thợ mình. Nên hôm nay mình sẽ thử bóc cái bo này để thay cho cái bo này khác model một chút xem có được không nhá mọi người nhá. Thì ngày trước ấy thì mình cũng có một con. Con do khách reset. Khách reset là như nào? Tức là tivi họ kết nối mạng mãi không được. Cái tivi này nó có mạng đấy nhá mọi người nhá. Nó có bo wifi và mạng nữa đấy. Cái bo này không biết, mình không nhớ là model gì nhưng vẫn là dòng 40G này này, không biết gì ấy. Nên là khách kết nối mạng không kết nối được, không đem ra mình. Không, mình kết nối nhà mình vào ok, vào mạng ok, kết nối wifi nhà mình ok. Thế là khách đem về nhà, khách không kết nối được. Thế là cuối cùng mới reset nó để thử vào thì reset xong. Thế là cứ lên logo xong bắt đầu chờ ở chế độ chọn ngôn ngữ xong lại khởi động lại. Thế là cứ bị như thế luôn, buồn cười kinh khủng. Thì là liên quan con này thì có khả năng là không lỗi chip. Mà có khả năng khi reset ấy, nó xóa dữ liệu của trong con vòng vàng vàng này này, con ROM nồi nồi. Và do nó bị lỗi. Nó lỗi bây giờ ấy, mà có nạp lại, các bạn thợ mình có nạp lại chương trình phần mềm ấy, thì cũng không làm gì được bởi vì nó không cập nhật được chính sách của. Nhưng tóm lại là những cái dòng TV này ấy, là nó không còn hỗ trợ nữa. Nếu mà để zin bản chúng ta không nên nhá. Các bạn nào dùng cái dòng Z này, dòng cổ này thôi. Dòng này cổ hơn ấy, dòng này không biết là dòng gì mình không rõ. Tóm lại là chúng ta không nên reset. Khi reset ấy, là nó không. Nó là dòng TV ngày xưa nó chạy con chip rất nhỏ, chip mạng rất nhỏ ấy. Là khi chúng ta reset ấy, là vô tình chúng ta sẽ xóa mất những cái file lưu trong con vàng này này để có thể hỗ trợ vào mạng được. Nhưng khi chúng ta reset ấy, là nó mất cái file đấy. Và như những TV đời cao bây giờ của Samsung ấy, thì nó sẽ được cập nhật từ trang chủ, nhưng mà dòng này là hãng không cập nhật nữa, tức là họ đã loại bỏ hỗ trợ rồi. Do đó nếu mà reset là chết đứt ngay nhá, là toi nhá các bạn nhá. Nên chúng ta đang dòng bạn nào mà bạn thợ hoặc là nhà người lại bạn nào mà đang dùng cái TV dòng Z này mà vào mạng được ấy, thì chúng ta không nên reset nó nữa nhá. Chúng ta reset là có thể sẽ lỗi như đây này, khởi động lại không làm gì được nữa, là phải thay bo. Và kể cả bây giờ có thợ có hỏng chip thay chip các thứ ấy, thì cũng không thể nào cập nhật được. Có thể là thay chip ok ấy, thì có thể là xem TV được thôi chứ cũng không thể vào mạng được nữa, bởi vì nó mất một số cái file mà hỗ trợ để có thể là vào mạng internet được nhá mọi người nhá. Cái thằng Samsung này nó lại có chương trình nó riêng độc như thế các bạn ạ, nên chúng ta không nên reset. Còn bây giờ mình sẽ dừng lại để mình sẽ bóc cái vỏ ra, cả hai con ra để mình xem thay sang nhau xem có ok không. Mình nghĩ là ok thôi. Đây là cái tivi mình sẽ sửa, tức là nó đang chết bo A nhá. Nó vẫn có đèn đỏ các bạn ạ. Theo thông báo của khách ấy, thì là xem hôm tối hôm trước xem ok không tắt đi, thì ngày hôm sau bật thì không lên nữa. Đây, mình bật thử cho chúng ta này. Bây giờ mình mới nhớ đấy, nó lâu quá rồi mà. Mình bật ra này thì nó lại chuyển về nhá. Đó, nó lại chuyển về, nó không lên được gì nhá. Còn ép giữ nó chạy ấy, thì con chip này rất là rát. Nguyên nhân là con chip này chết. Và chip này trên thị trường thì mua toàn bị Trung Quốc lừa đây, mấy anh nguyện thợ ấy. Mua về gọi là chip đất sét, lắp vào nó không chạy, hoặc chạy được nhưng không vào mạng được, buồn cười lắm cái chip này này. Thì con này nhá, mình có thể ngày xưa mình có thể nói cho qua cho chúng ta tham khảo một chút về cái bo A này một chút, sau đó mình sẽ, nó giống nhau lắm, nó giống nhau hoàn toàn luôn, mã bo giống nhau luôn các bạn ạ, tên bên ngoài thế thôi nhưng mã bo giống.
Và cái con mình đang lấy bò ấy là nó mới hơn con kia. Con này là 2018, đèn hình này này, đèn hình của Samsung sản xuất tại Việt Nam, Thái Nguyên đấy. Còn con này thì năm 2017 mọi người nhé. Thì mình sẽ nói qua đây, nói đây cho nó sáng vậy. Thì cái bo A nó chỉ chạy đúng một cái nguồn 13V thôi. Cái nguồn 13V nó đi qua quá nhiều chân cáp, nó đi vào dưới đây, nó đi qua một cái phu xe, một cái cầu chì đây này. Nhá mọi người nhá. Nó tới cái bộ nguồn xung này. Đấy là bộ nguồn HAP. HAP còn L và IC nó sẽ hạ từ 12V ra thành 5V. 5V đấy là lùi TV ở chế độ chờ. Nào, có cái đèn đỏ này các bạn nhá. Cái đèn đỏ này. Khi chúng ta ấn chạy ấy, thì thông qua con chip này chạy này, nó đưa lệnh ra, nó sẽ kích mở con sò trường này. Nó cũng như con sò này này. Con sò này thì cấp nguồn 12V cho panel, cấp lên cho panel nhé. Còn con này ấy, thì là cấp nguồn 12V, tức là chế độ chờ ấy, thì là con này là ổn áp ra 1,5V cho chip này. Con này ổn áp ra 1,2V cho chip này. Rồi con này ổn áp ra 3,3V này. Mình chỉ cho mọi người để mọi người tham khảo nhé. Và khi chúng ta bật ấy, thì bắt đầu là ba cái thể loại nguồn đấy và nhiều quá nó mới có nguồn 12V cấp cho nó để nó sẽ hạ nguồn ra. Tóm lại là khi chúng ta on thông qua lệnh điều khiển này này, mình on con này cho chúng ta tham khảo nhé, nó sẽ chạy này đó. Khi chúng ta on thì bắt đầu con sò trường này, con sò này chả biết là sò trường hay sò gì, nhưng con này mở đổ từ 12V sang bên này sẽ cấp nguồn cho ông này và nhiều ông nữa, thì ông này sẽ ra được 1,5V cho chip, ông này ra 1,2V cho chip, ông này ra 3,3V cho chip và cho nhiều thứ nữa. Thì con thì bắt đầu chip sẽ chạy nha, và chip nó sẽ rất là nóng. Con này đời nó còn không có tản nhiệt nên nó hay chết mà mọi người. Đấy, con này nó đang chạy đấy. Đây này, nó đang sáng lét rồi đấy. Không nhìn được. Đây này, nhìn lại bên này nè. Chả nhìn được cho mọi người như này. Ô, chả gì. À, lỏng lỏng lỏng. Lỏng cái chân này rất là lỏng. Cái chân ổ điện này của mình này, mình cắm bên trong. Thì nó vẫn đang khởi động nha, nó đang lên đấy. Chúng ta sẽ thấy led sáng này. Chả nhìn thấy gì, tối quá. Ồ, nó chả lên gì là sao? À, mình vừa rút cái bo led này ra, chờ mình chút. Chán quá, đây vừa sửa vừa nghịch. Mình vừa rút cái cắm led này ra này nên nó không lên gì nữa. Đây, ghim lại nhá. Đấy, nó sáng led này. Các bạn nhá, nó đang chạy nhá. Mọi người nhá. Thì như mình bảo rồi, nó sẽ hạ ra các mức nguồn như thế. Thì cái con này thì mình bật này thì nó cũng như thế, nó cũng tạo ra nguồn như thế, nhưng con chip này nó bị chập tải, nó chết bên trong ấy, nó chập, nó ăn nguồn 1,5V nặng quá, hoặc 1,2V hoặc 3,5V nặng quá, do đó mà nó lại chuyển ngắt luôn mọi người nhá. Nó chết chip kiểu ý đấy, bật này là nó sẽ chuyển về chờ luôn mọi người ạ. À, thay chip là được ấy, nhưng mà thay chip bây giờ chả cập nhật được đâu. Nhưng cái con này có sửa, con này thì đừng có reset làm gì cả, không được lên reset, reset là sẽ không vào mạng nữa. Đây vẫn có bo wifi này các bạn ạ nhá. Thôi bây giờ mình sẽ dừng để mình lật, mình thay sang là sẽ là ok thôi các bạn ạ. Bo A chết chip, không có chip thay mọi người ạ. Đấy, cái đời cổ cổ kia ngày xưa mà khởi động lại đây thì nó còn có nhôm tản nhiệt to bự để nó làm cho bền, nhưng cái bọn này nó đích có. Và cái tivi này ấy, là khách mua hàng trưng bày của siêu thị, hàng trưng bày là tivi được mở ấy. Sau đó mua về thì dùng chưa được, chưa hết bảo hành thì bị hỏng màn hình, do ở siêu thị họ mở mà. Thế là vẫn còn thời gian bảo hành, thế là được bảo hành. Thế là người ta đem đến, người ta hãng Samsung đem đến thay cho cái màn hình khác. Thay cho màn hình khác dùng được mấy tháng thì bắt đầu chết bò. Các bạn ạ. Thôi để mình dừng để mình sẽ thay nhá. Đấy, để cái camera như thế để cho mọi người xem mình thay chị mên nhá. Thay con này thì nó đời bây giờ Samsung anh thiết kế là chả có con ốc nào nữa cả. Mình đang tháo cái bo bên này, chả có ốc gì luôn. Đây, chúng ta sẽ đến nhé, nó nóng ra này này, nên sửa xong khả năng mình sẽ lấy miếng nhôm mình dán thế này.
cho nó bền chip cho người ta không lại chết lại. Nó nóng xám đen phần dưới luôn, bởi vì không được tản nhiệt, không có cái gì tản nhiệt mà. Bây giờ con này vẫn đang cắm điện, rút ra cái sáng led luôn. Ngày nay thì thợ sửa tivi cứ thay bò này nhanh nhất, mà tivi bây giờ thì nó chết màn nhiều nên cứ lên các nhóm sửa điện tử ấy là hỏi mua bo khi mà xác định được bo chết các bạn ạ. Chứ bây giờ cũng không mấy anh bạn thợ mình cũng không cày bo nữa rồi, chỉ chết những cái linh kiện nhỏ thì mình thấy ít chết ổ nát các thứ ấy. Và cái bo là mà 2596 là các ông bạn thợ mình dùng nhiều nhất, ví dụ như nó biết là chết cái bộ ổ nắp nguồn 1.5V này hoặc là 3.3 là độ cái đấy, chứ chả là mua IC chuẩn thay đâu các bạn nhé. Còn đâu chết chip bây giờ các bạn thợ mình cũng chả đầu tư thay nữa các bạn ạ. Bởi vì TV là nó quá rẻ mà, TV là nó rẻ và nó lại hay chết màn nên bo dư nhiều. Đó đã xong nhá, bây giờ mình sẽ cắm điện này. Đấy nó vẫn đang chế độ chạy luôn nhá, chúng ta sẽ thấy này. Đấy nó đã lên nhá, đây cho mọi người xem được cái màn hình của nó luôn này. Đấy cắm anten vào xem nó có hình như có. Mình cắm anten này, nó chắc là phải dò lại kênh rồi. Ở đấy vẫn bắt ok, ngọt ngọt và cay cay. Tuy nhiên là người miền Bắc mình cho cái độ mặn vừa phải, độ ngọt vừa phải và mặn. Ok nhá mọi người nhá. Và thích cay thì các bạn có thể cho thêm ớt vào để cho ăn cay, để chấm rau. Bây giờ thì mình sẽ cho gia vị nhé các bác. Đây là thành phẩm. Đấy, đang làm một mình thì phải bỏ điện thoại ra nhá. Như vậy là sửa tivi rất là dễ, đó là chỉ thay vo là được các bạn ạ. Nhưng mà con này mình nói đính chính rồi, ngày xưa mình đã đo đạc và mình đã tham khảo mấy ông bạn thợ của mình rồi là nó chết chip và định gửi lên để thay chip đấy, định lên để thay chip nhưng mà chip nhập trả chạy nên là thôi bỏ. Thế là bây giờ mới tìm được bo để thay các bạn ạ. Thôi còn video này thì kết thúc ở đây nhá. Qua video mọi người lại có cái tham khảo, đó là những cái ban bệnh trên tivi, cụ thể là chết bo. Chết bo thì xác định chết bo là phải kiểm tra qua một số cái mạch điện bên ngoài xem thế nào, đã chết sâu quá, chết chip là mình bỏ, là thôi tìm bo thay thôi mọi người nhá. Thôi chào mọi người.